Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2019, vụ đầu tư Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018 và chương trình công tác năm 2019. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu lưu ý, vụ đầu tư và các đơn vị có liên quan kiên quyết không để giải ngân vốn đầu tư công chậm do nguyên nhân từ phía ngành tài chính. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018, vụ đầu tư đã chủ trì trình bộ 9 đề án cơ chế chính sách, đồng thời chủ trì tham gia nhiều cơ chế chính sách với các bộ, ngành, trong đó có nhiều dự án luật, nghị định quan trọng như luật sửa đổi luật đầu tư công, luật kiến trúc, nghị định về đầu tư theo hình thức PPP. Đối với công tác điều hành giải ngân vốn đầu tư công, nhận thức tầm quan trọng của việc phân bổ là cơ sở để các dự án có nguồn thanh toán, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao kế hoạch, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đôn đốc các đơn vị phân bổ vốn. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, ước thanh toán 12 tháng năm 2018 là 263.648 tỷ đồng, đạt 65,96% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 66,87% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với vai trò là cơ quan hướng dẫn việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của vụ đầu tư, đồng thời đề nghị vụ cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.